Sở Nhạc Gỗ hôm nay giới thiệu đến các bác tác phẩm Tam Cốc Trần Trung Tiền được chế tác từ chất liệu gỗ nu hương. Và ngày hôm nay thì em sẽ đem lên giới thiệu đến cả nhà một siêu phẩm có 102, một tác phẩm rất là tuyệt vời. Tác phẩm có mã là TCTT061, có kích thước là cao 41, ngang là 53 và sâu của tác phẩm này là sâu 40 các bác nha. Và hiện tại cái đường kính của chum là 37 và còn nặng 24 kg. Tác phẩm có giá bán bên em là 22 triệu đồng cho tác phẩm này. Một tác phẩm để bàn rất là tuyệt vời các bác nhé. Và các bác có thể nhìn thấy là hàng liền khối, đục tứ diện và rất là đặc gỗ. Với phần nu xung quanh cái phần chum tiền này, phần nu chảy, phần nu cám mắt đỏ rất là tuyệt vời các bác nhé. Và ở đây các bác có thể nhìn thấy là ba chú cóc đang trầu vào một cái chum tiền, sẽ giúp đưa tiền tài, tài lộc may mắn vào trong nhà. Và thiềm thư là một trong những cái linh vật đem lại may mắn, phong thủy và thịnh vượng số 1 rồi đúng không ạ? Và ở mỗi căn nhà, văn phòng, cửa hàng hay công ty thì không thể thiếu được những cái tác phẩm thiềm thử như thế này. Người ta thường để một chú thiềm thử, ba chú thiềm thử, năm chú thiềm thử các bác nha. Những cái mẫu tượng được làm trấn chum tiền, trấn bao tiền thì rất là tuyệt vời. Với những chi tiết đục ở xung quanh rất là đẹp, ví dụ như là các cái mặt khánh này, nắp đậy chum tiền này và hồ lô để đem lại trường thọ sức khỏe. Bên này thì có cả rơi tài lộc các bác nhá. Chỗ này, dây này thì em có thể gắn cho các bác chữ phúc lộc thọ hoặc là chữ vạn sự như ý hoặc chữ tài lộc, tùy vào các bác có thể lựa chọn các bác nha. Và đây là một trong những cái mẫu tượng mà rất là đẹp, với cái chất gỗ rất là tuyệt vời, gỗ nu hương và có rất là nhiều sụn ở xung quanh nữa các bác nha. Vân thì hoàn toàn là vân đẹp tự nhiên hết các bác nhá. Và tác phẩm này thì hiện tại đang có giá bán bên em là 22 triệu đồng cho tác phẩm này. Và nếu như bác nào chúng ta đang quan tâm đến tác phẩm Tam Cốc Trần Trung Tiền có mã là TCTT061, các bác có thể liên lạc qua Zalo hoặc hotline của cửa hàng 035 5678885 hoặc số 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Và đặc biệt là xem xong video, các bác hãy ấn đăng ký để ủng hộ cho Xưởng Tượng Gỗ, hoặc các bác có thể truy cập website www.xưởngtuonggo.com để theo dõi và đặt hàng. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nhớ ấn đăng ký để ủng hộ cho kênh Xưởng Tượng Gỗ. Cảm ơn các bác rất nhiều.